Xin chào các bạn nha, mình là Trung nha. Hôm nay mình chia sẻ về thay cái cao su gấp của những chiếc AMP các bạn. Quadrio rồi nha bạn. Bây giờ nó mình thấy nó vụt cao su rất là nhiều nha bạn. Thì nó hiện tượng như thế nào đó, khi mà bạn chở hai người nó sẽ cái xe mình nó gần nguyên bộ khung sườn rất là khó chịu nha bạn. Rồi khi mình dừng chống đứng mình hạ xuống nó kêu đùng 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 nha bạn. Thì cái dấu hiệu để nhận biết. Thì những cái xe này nè, thường làm thì mình thì đơn giản lắm, mình kê một cái thùng nhớt tầm 0.8 là nó vô khuôn các bạn. Đây mình làm một mình thì mình rồi xong mình bắn mấy ngóc ra thì hầu như nó vô khuôn nha các bạn. Giờ mình đang tháo ra nè. Các bạn lắc cho nó rớt ra nè các bạn. Đây mình nói luôn nè, rớt ra rồi nó mất cái cao su nè các bạn. Bạn nhiệm vụ các bạn gắn cái cao su bạn vô lại nè, nó rất là ok. Cao su cái hình như thế nào thì nhiều khi nó rớt cái cao su trong đây nè các bạn, mình cũng không biết, nhưng mình để mình lấy cái cao su cho các bạn xem. Đây cao su nó là như vậy luôn các bạn, bạn gắn vô các bạn vô thôi đó. Nó ok lại nha các bạn, giống rất là nhịp nhàng và rất là cái xe rất là ngon lại nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn thành công. Một cái banh bệnh là hư gấp giảm hư cao su giảm chấn, và cái gấp cao su giảm chấn ngay chỗ này thôi nha các bạn. Mấy cái này thì vẫn còn ok nè, mấy cái khu này thì còn quá là tuyệt vời. Qua cái clip này các bạn thấy có hữu ích thì nhớ xem xong rồi like cho mình, chia sẻ cái kênh của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.